Do you study in Trung Quốc? Đây 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 không phải, chắc chắn không phải là người Trung Quốc rồi. Nó Trung Quốc đấy. Làm sao hết? Nó người Trung á. Nó người Trung nghe giọng phát biết liền. Không phải mà. Quả. Cái gì? Ghê vậy. Ghê vậy. Nghe được rõ luôn. Nó nói kìa. Nó nói gì vậy? Nó nói là nó sẽ về sẽ về. Không phải hữu anh. Ai của ma? Châu sầm ma là. Chưa bay chưa lại la. Bùng 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 bùng. Chắc cả là cả. Lạc cả. Bùng 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 chắc cả là cả. Bùng. Ơ tự nhiên vào này thôi nghe nghe tiếng mic anh số 2 lại bị bé rồi. Đây, nghe chưa? Chưa. Tán bot nè. Chỗ này có ai không? Có người chưa để mình con sống không anh ơi, em hỏi thế thôi. Có ai không? Giảm dịch cho những ai gọi là tấm sâu huyệt. Số bồi nữa này, bạn ở Trung Quốc à? Bạn luôn hỏi bằng tiếng Việt ạ. Hỏi để cho dễ hiểu anh ơi. Đơ. Tớ là ai? Tớ có thuộc về thế giới này không? Cả đời chả biết đi tán trà là gì. Oh. Chỉ biết đi thả thính thôi. Thì thả thính này. Chỉ đi thả thính thôi. Thôi đi qua bot cám đi. Chơi game thả thính khác mà là đi tán lại khác. Chơi game chỉ để vô thả thính ra đúng không? Không. Kiểu gọi là giải chết mê đã hiểu không, kiểu không, thế. Làm gì đã biết thả không thính ai đâu. Ai đâu. Không. Thôi em không dám thả thính thả thính trai đâu. Thế tại sao? Sao mà sợ? Tại vì có chồng rồi đây. Quá hay nồi. Thính trai trong độc. Thật luôn. Thính trái trong người số 3 sử dụng của sửa xe dán chia tay số 3 tên gì? Dạ số 3 tên gì? Người ta tên là già không đúng rồi. Nãy tên gọi mà tên gì xong gửi gọi là tên là già đây tên gọi là em tên gì á? Không em tên Vân Anh gọi em là Vân Anh không gọi là chữ Vánh. Vân Anh nhỉ? Thôi gọi là Vanh thôi đấy. Mọi người toàn gọi em là Vanh thôi. Ồ, Vân Anh hay em thấy. Em có con chi kiểu em cũng có con chi. Ôi, để mic đồng đội bé tí. Ôi. Lúc nhanh thế. Lỗi em. Nhường với. Ơi, cho xin lại cái băng kỹ đạn. Vợ quần áo đi. Là con bé. Ôi, có người ơi. Ê. Cứ đi, cứ đi. Thỏ phê cỏ. Em cũng đủ nhiều lắm rồi đấy, 500 viên đạn thì đâu ít ỏi gì đâu. Vãi trưởng ạ. Cầm gì nhiều vậy? Đâu thì tí nếu mà các anh hết đạn thì em cho. Ồ, y tá gì? Y tá cầm hộ đạn đi. Đây. Gặp địch người ta coi là sĩ tử đấy, chứ không phải y tá đâu. Ghê hả? Cái gì? Nè. Đi gặp địch người ta gọi là sĩ tử đúng rồi. Nó bắn chết thì không phải sĩ tử hay là gì nữa. Vô lý nhỉ. Xúc phạm. Rồi, lỗi tớ. Đây là một sự xúc phạm. Vân nhỉ? Thế không sao. Không sao cứ để dồn tội đấy. Nào có dịp bắn chung xử sao.
Đây là một sự xúc phạm nhỉ. Ê, bạn có số người. 2 là... Có người ở đây. Ý là số 1 chứ nhỉ? Có người ở đây, có người ở đây. Em nghe tiếng rồi. Trời ơi, chạy qua đây là phải bắt chạy về nữa trời. Ê, ơi. Ê, trời ơi, mic to quá nha, số 1 nha. Ok, mic to đúng không? Tổng. À ui, hạt ba đứa. Ui, sao mà. Rồi, 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 rồi. Help me. Đây to thế. Còn một đứa đang chạy qua. Rồi, thằng đấy bị nốc rồi. Ui, anh xoay tay to như anh Ân. Chết mẹ, ho corona rồi. Ho. Cảm giác đi học mà. Cảm giác đi học xong rồi nhà trường đến kiểm tra. Vâng, xin mời em đi về nhà. Thế là mình được nghỉ như một ngày. Nghe nó chán nhỉ. Không chán đâu. Ôi, được nghỉ cũng thích thật đấy. Oh. Muốn bảo thôi cô ơi, em ở lại cho. Không được. Watch out. Em phải về. Thế thôi là em về luôn. Kiểu thể hiện giả tạo không? Mình rất chỉ là muốn đi học đúng không? Lừa. Watch lừa out. Cô. Đâu không có đâu. Nào nói lừa như thế. Không phải. Lừa cô. Tất cả là giả dối. Không thể. Bảo thôi cô ơi để em ở lại cho, nếu mà cô cho em ở lại thì em vẫn ở lại mà. Nhưng mà cô bảo thôi không được, em phải về. Ồ. Thế là em về thôi. Thế là em bắt đầu thể hiện sự giả dối của mình. Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo. Ừ đúng. Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo. Hợp lý. Gì luôn á hả? Ồ, dị luôn á. Dị luôn đó hả? Gì ừ, đấy? Dị luôn á. Trời ơi, tức gì đó hả? Ừ, tức vậy luôn đó hả? Nghe em tức ghê hả? Thôi kệ đi, đằng nào cũng được nghỉ rồi. Thích rồi. Em sẽ không bắn ai nữa, bởi vì không có bắn được ai đâu. Em sẽ là cô y tá and shipper. Sao? Nãy cô y tá và shipper thân thiện hả? Vâng. Cô y tá chuyện nghe. Thế em học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy rồi? Em lớp 1. Em học lớp 10. Ồ, 10 là 2K... 2K4 hả? Tôi nói đùa đấy, em học lớp 11. Thế 2K3. 2K3. Đúng bằng tuổi em anh. Thế là anh già rồi. Anh lại bảo là bằng tuổi con anh, bắt chết em luôn. Điên à? Làm sao bằng tuổi con anh được? Nói thế. Nói thế thì là anh lại già anh... quá. Tôi lỗi. Thì đấy. Không, bằng tuổi thằng em anh nhiên... cũng học lớp 11 mà. Thì bảo bằng em có người yêu chưa? Còn nghe được. Em có người yêu chưa? Anh đoán xem. Đoán em. Hên xui. Đấy là biểu hiện của sự lớn lèo. Cái ông này buồn cười à. Thế tìm hiểu như nào? Có cho thông tin gì đâu. Vứt info đi. Hợp lý. Vứt info đây. Cho thông tin Facebook nha. Ui. Ui. Thôi xong rồi, đông quá. No. Don't kill me. Ui, ui đông thế. À. Đừng. Sao đông thế nhở? Đông lại bọn này đấy. Thôi em lại tiếp tục làm cỏ, năm cỏ thôi. Nó đâu đây? Nó hai bên lận. Kìa, đang nằm kìa. Ui khác team. Bảo sao đông đấy. Khác team kìa. Dỗi thực sự. Ê bên trái. Bị hai team mà. Ê trời ơi, trời không có smoke. Ra tôi cứu nè. Trên đầu kìa. Hay. Hay. Quá lag luôn á. Bên phải. Hay. Rồi không sao, thế là hay rồi. Em qua chơi với chị Vân Anh nhà em đấy. Bye bye. Ồ oh, bye bye. Ủa Vân Anh nhà em. Why? Ơ, oh, đây cũng có Vân Anh mà. Đã. Thằng kia nó bảo là nó bay bay qua chơi với chị Vân Anh nhà nó. Ơ thì lại còn thế nữa à? Ồ. Oh. Bay đi. Bay rồi. Ủa? Nó lại có người gọi hả? Đúng rồi đấy, mà vang... À bây giờ, nó văng ra luôn ý. Ồ. Thế là bình thường không ai gọi đi, tức cần chết.
Trời ơi là trời ơi. Đến cái lúc chơi game lại có người gọi. Mà. Một mà... em. Chả lẽ em xóa con mẹ mét đi rồi. Ồ em để chế độ im lặng mà này. Mà gọi không được mét. Thì em tắt thông báo luôn mà, nhưng mà gọi ấy thì vẫn cũng là gọi được. Mà gọi không mét không được thì nó bắt đầu gọi Zalo. Gọi Zalo đi thì nó gọi thường. Nó gọi nhiều vậy. Thường thì em đang dùng 3G không tắt sóng được mà. Ồ. Bọn phiền nhỉ. Không phải phiền nhưng mà đã bảo đang chơi game rồi. Bình thường không gọi đâu mà bảo đang chơi game phát là gọi đấy. Đi số 4. Có súng này. Vì sao em chạy một vòng mãi mới ra đây rồi ta? Vừa đứng đây chạy xuống xong rồi chạy vừa vào mới ra đây. Nó bên này này. Đây đây, gần đây có người này. Này bên đâu cũng có. Phải rồi. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Ngồi ra. Ở trên nó móc sau. Đi đây 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 đây. Bên này hai thằng. Cẩn thận nhá. Y tá sao tức? Ui cẩn thận. Hay. Bên này liền này. Okay, anh có okay. Anh có rồi. Anh có rồi. Em có rồi. Này ơi. Sao này sao à? Anh có rồi. Anh có rồi em. Anh có rồi. Nghe chưa. Dư rồi. Đây con thằng còn lại đây này. 1.6 rồi. Đốc này, đây em. Tìm đâu? Đây, quay. Có thằng bắn ke phía hướng đâu 215. Ôi, nó bắn em. Ok. Đi, vòng hẳn sang đây đi. Từ đã. Tức mệt. Knock. Cái đạn nó nhanh thế. Đứa chạy xuống 165 này đang chạy lên đồi này. Một đâu. 165. Đã đang chạy lên. Nó bóc khói là nó đang bò này. Đâu. Bạn thằng này. Bằng tiếng này. Bên này. Boss đấy. Đây, không phải bạn thằng này. Thằng lúc này là boss, đây mới là bạn này. Ở sau này. Hết rồi. Hai team ở đây. Wow, mình không nhìn thấy ai ta. Nghe được chứ, nhìn thì chịu. Mình nghe đến chân này. Nhìn được là số 1 ăn hết rồi. Thì em nói thật đấy, nghe mà em có nghe được rõ đâu. Số 1 ST là ăn hết rồi, còn đâu nữa mà nghe. Mà nhìn thấy. Biết ân ST à? Thì cái giọng này thì lạc vào đâu? Lạc vào đâu? Ông Ngân nhiều fan ha. Anh đừng có lươn lẹo. Phải rồi. Anh có lươn lẹo đâu. Anh thừa nhận mà có lươn lẹo đâu nhỉ?
mười mười Lút 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 hết cái khu đấy chưa? Lút hết cái lút hết rồi hả? Có máu không? Có dư máu không? Số 3 quay lại đi. máu trong máu máu trong xe có này, đâu đâu bên này dư máu này để cho. Đây đây này, máu này. Số 3 đi bên team đi. Ok, đang chạy mà. Đây không lấy nữa coi hả? khu này có không. Đâu? Ôi cẩn thận. Hay. Ui. Không, kim lấy kim làm gì? Cho lại kim này. Cần máu không? Cần kim. Nè, tim chít gì tầm này. Cần máu ạ. Em thích tim chít hả? Có, nhưng mà không phải là kim bằng sắt. Kim bằng gì? Kim bằng không biết kim nữa. kim bằng da bằng thịt đúng không? Được thế thì tan tốt quá. Máu này, máu này. Thôi có rồi. Thôi thôi lấy đi. Anh có 3 cái rồi. Có một đứa chạy này không biết boss lên người này. Thôi, 30 cứ bắn rồi. Bắn đi. Ui nhưng mà người. Ôi, người người người. Cô. Nó ở đầu bên này, nó chạy vào cục đá rồi. Tự dưng tắt nghe ngon bắn một nào phát thì giật hết cả mình. Đi lùi lùi lại, lùi lại đi. Ê trong trong nhà không người, trong nhà không người. Trong nhà nghe nghe nữa. Như nhà sát bờ tường ở bên đây. Bot. Bot. Con. Ôi, dẫm than kìa. Chìm đồ chạy xuống. Chết hết chưa? Chết hết rồi. Anh đừng có mà lươn lẹo nhá, anh khai thật đi. Anh không lươn lẹo. Thật. Đừng có mà lươn lẹo. Thật, anh nói em thật. Chui đây, em trốn này. Lời anh... Ôi, tự nhiên lại trèo ra. Lời anh nói là thật. Vậy luôn á hả? Ồ, vậy luôn á. Thế em lại tiên phong đi đầu à? Sao em tìm mãi không thấy cái bánh sinh nhật nhỉ? Ôi. Rồi, chết rồi này. Lặng lặng có địch. Phong à, phong đen lắm. Đây. Có ai thích flare gun không? Tầm này flare gun là cái gì? Thiệt hả? Em mà cầm cái flare gun là kiểu gì cũng chết sớm. Ồ, thế cho em cầm này. Thôi. Sao phải ngại? Bo bây giờ bé rồi, bo to mình kiểu mấy bo đầu xem mình chạy đầu không được ấy. Đấy, nãy chơi mấy trận với đứa bạn xong hai trận cầm lấy gan đều chết đầu à hai. Ồ, đen vậy luôn hả? Mic ai vọng kìa, mic ai bị vang kìa. Năm là mình phải đứng. Hả? Sao? Ui, kìa. Từ từ nhá, được bắn mình ngoài bo ấy. Bắn đi. Từ từ. Rồi, gắn đi. Còn kìa đang chạy kìa. Đâu. Mình ngoài bo á. Đi trái đi. Anh em dồn sang trái đi. Đi theo tôi. Ngoài bo đấy, bo khép phát là mình chết đấy. Đi theo mau. Đi theo. Okay, ui ôi. Ok. Bên phải có người ơi, số 2 cẩn thận. M4 bây giờ giật quá. Mình 4 mà. Mình đi 4 mình lợi thế chứ.
sau nhá. Con đang chết bò rồi. Nó vừa bắn nhau bên kia, xem cứ check xem ngoài không. Đây thấy rồi. Ở bị nó bị bắn rồi. Nó té máu kìa, té máu kìa. Thấy. Một đá trên bắn. Chết này. Sao anh nhìn địch nhanh? Từ nãy giờ em lia vì thấy bắn rồi mới thấy đấy. Mình chưa thấy. Có thể nó chạy sang trái rồi đấy. Đây, không, nó làm. Đang chạy viền bo đấy, đang chạy viền bo. Rồi, chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, đi hay. Chết rồi. Số 2 làm gì đấy? Cẩn thận trước mặt mình này, trước mặt mình này. Còn bên trái nữa thôi, bên phải lia rồi. Khu nhà nữa. Cẩn thận trước mặt mình này, mấy cục đá trước mặt này, kiểu gì có người. Ok. Ôi, vẫn còn. Ôi, sau lưng. Còn hả? Đông ấy. Người bo. Cẩn thận bọn nó đẩy lên móc nhờ. Ai bắn vậy? Ai bắn đấy? Vừa tới nơi luôn thì chết rồi. Trời ơi. Cứu đâu. Số 4. Bên này. Cứu đi. Em đang bị bắn á. Rồi, ngồi yên. Kịp. Khỏi xe móc nha, Lên cover đi. Ok. Còn hai thôi mà, còn thằng dưới này với lại một thằng lẻ nữa. Nó đang chạy kìa. Rồi, còn một thằng thôi. Quẩy lên anh em, sợ gì. Còn thằng chết kia bên này rồi. Đi lùa đi. Em gợi lờ cho khỏi chết thôi chứ. Đi chung 4 người với nhau đi. Lỡ nằm cỏ thì bị bắn thì đồng đội còn bắn lại được. Này sau đá hết rồi. Cẩn thận nó nằm nhá. Ui. Hai. Biết mà. Nó nằm ngay đây. Ít kill vậy. Ít kill ấy đấy. Có 16 kill à, ít vậy. Thế có gặp ai đâu. Sao có 16 kill thôi. Ờ, 16 kill thôi. Like cho nhau đi. Có 16 kill thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.